Thưa quý vị thính giả, tối thứ ba tuần trước, quý vị đã nghe một người thượng thuộc sắc tộc ED là mục sư Y Soái Eban nói chuyện về hoàn cảnh của những đồng bào thượng ở vùng cao nguyên Trung Vần Việt Nam vì phản đối chính sách của nhà cầm quyền Cộng sản cưỡng đoạt đất đai và ngăn cấm tự do tôn giáo nên đã bị đàn áp, bách hại, phải vượt biên sang Campuchia lánh nạn. Thế nhưng nay lại phải trốn sang Thái Lan để tránh cảnh bị cưỡng bách hồi hương vốn có thể dẫn họ đến hậu quả bị tra tấn, tù đày và có thể bỏ mạng. Hôm nay xin mời quý vị nghe tiếp câu chuyện về hoàn cảnh của hai người Việt tị nạn khác. Cả hai đều là cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đều bị tù đày, thậm chí cả bị tuyên án tử hình vì họ đã cương quyết theo đuổi lý tưởng chống cộng. Và sau một thời gian tị nạn tại Campuchia, có người đến 17 năm, nay cũng lại phải trốn sang một nước khác để tránh bị bàn tay của Cộng sản Việt Nam trên đất Campuchia ám hại. Cả hai mới đây đều đã lên tiếng báo động với người Việt khắp nơi về hoạt động tình báo của mật vụ Cộng sản Việt Nam săn lùng những nhà đối kháng tị nạn chính trị trên đất Campuchia. Trước hết là chuyện của ông Ngô Văn Tài. Xin chào anh ạ, tôi là Ngô Văn Tài ạ. Thưa anh Tài, chúng tôi vừa đọc được một bức thư anh báo động với cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như những người quan tâm đến số phận những đồng bào lánh nạn trên đất Campuchia. Về nhân vật, anh cho biết là một điệp viên của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gửi sang Campuchia, trá hình là một người tị nạn nhưng cũng là một nhân viên an ninh làm việc cho nhà cầm quyền Campuchia cũng như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để theo dõi và bách hại những người bất đồng chính kiến phải đào thoát sang Campuchia tị nạn. Thưa anh, trước hết xin anh cho biết qua về hoàn cảnh của mình, thưa anh Tài. Tôi tham gia lực lượng chống cộng năm 1976, sau đó thì tôi bị bắt và tôi trốn được ngày 22 tháng 12 năm 1978. Tôi sống lưu vong ở trên đất nước. Sau đó vào năm 2006 thì một người họ phát hiện ra tôi thì tôi trốn sang bên Campuchia. Xin tị nạn ở bên Campuchia. Thưa, trước năm 75 anh Tài có phục vụ ở trong quân đội hay là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa không ạ? Dạ, đầu năm 1970 thì tôi tham gia cái lực lượng lôi hổ ở chiến đoàn 1 ở Đà Nẵng đấy, trong cơ quan Tây Sơn. Vâng, từ năm 2006 khi anh đào thoát sang Campuchia thì trường hợp của anh có được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc họ công nhận là tị nạn không thưa anh Tài? Dạ, thưa không ạ. Tôi có làm đơn xin khiếu nại hai lần nhưng mà họ vẫn không công nhận cho tôi quy chế tị nạn ạ. Vâng, cộng đồng người Việt ở Úc vừa mới được đọc bức tâm thư của anh lên tiếng báo động về một nhân vật điệp viên của Cộng sản Việt Nam gửi sang Campuchia ngụy trang tị nạn để kiểm soát và truy bức những người tị nạn Việt Nam sống ở Campuchia. Anh có thể cho biết rõ hơn về cái nhân vật này được không? Dạ, anh ấy là Nguyễn Cẩm Công, mà tên thường gọi thì là Cẩm. Thế vào sau khi cao ủy tị nạn họ từ chối tôi vào khoảng tháng 3, thì anh ta biết là cái hoàn cảnh tôi ở bên ấy tiền bạc thì không có, mà ở thì cũng không có nghề nghiệp gì hết. Thì anh ta có nói nếu mà tôi hợp tác với tình báo Việt Nam thì anh ta sẽ đưa cái cấp trên của anh ấy đến gặp tôi. Nên tôi đồng ý thì sẽ làm việc cho tình báo Việt Nam trong 3 năm. Rồi họ sẽ đưa tôi về Việt Nam ở tù 1 năm thôi. Nhưng tôi trả lời thẳng thắn là tôi không làm việc đó. Thì sau đó thì tôi có nói cho một sư mới biết là đặt anh có móc nối tôi như vậy. Thưa, chúng tôi được biết một số điều đã xảy ra ở Campuchia trước đây. Một số người tị nạn và nhà đối kháng như là Thượng tọa Thích Trí Lực từng bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho người bắt cóc ở Campuchia đem về Việt Nam xử án tù, sau đó được can thiệp nên đã được xuất cảnh định cư theo diện tị nạn. Nhưng mà có trường hợp của một số nhà tranh đấu khác chạy sang Campuchia để lánh nạn nhưng mà hiện giờ thì đã mất tích, như trường hợp của Lê Trí Tuệ chẳng hạn. Thưa anh Tài, từ năm 2006 cho đến khi anh phải bỏ Campuchia đi lánh nạn một lần nữa thì ở Phnom Penh anh chứng kiến hoặc là anh thấy được những cái vụ truy bức hoặc lùng bắt hoặc hãm hại của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với những người tị nạn, đối với những người bất đồng chính kiến ở đó như thế nào thưa anh Tài? Thưa, đầu tiên thì tôi biết là anh Lê Trí Tuệ. Thì anh Lê Trí Tuệ sáng này cũng có ở nhà thờ Mục Sư Lý một thời gian. Rồi sau đó thì Mục Sư Lý cũng có giúp cho Lê Trí Tuệ trốn sang Thái. Nhưng mà vì một cái lý do đặc biệt, bây giờ Lê Trí Tuệ với Trương Quốc Tuấn đi quay lại Phnom Penh và sau đó vào một buổi chiều ngày Chủ nhật, Lê Trí Tuệ mất tích luôn. Không biết là hiện bây giờ Lê Trí Tuệ như thế nào. Tức là cho đến bây giờ chúng ta cũng không biết rõ tung tích của Lê Trí Tuệ ra sao phải không ạ? Dạ, thưa không ạ. Mục sư ý thì một hai anh em ở bên ấy cũng cố gắng để đi tìm Lê Trí Tuệ hiện nay ở đâu. Cho tới bây giờ thì anh em tôi ở một cái nước khác thì cũng đặt vấn đề là không hiểu Lê Trí Tuệ bây giờ hiện ở đâu. Chúng tôi không đành chịu không biết được. Biết là sau này Nguyễn Cẩm Công ấy, có nói thẳng với Mục sư Lý là nếu Mục sư Lý mà không đóng cửa cái xưởng may hoặc là đóng cửa nhà thờ đó thì Mục sư Lý có thể cũng sẽ làm mồi cho cá sấu như là Lê Trí Tuệ.
Thưa những điều nhân vật Nguyễn Cẩm Công đó công khai đe dọa như vậy, thưa anh thầy, quý anh có báo cái điều đó cho bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc hoặc là nhà cầm quyền Campuchia họ biết về những cái chuyện đó không ạ? Dạ thưa, khi mà sự việc Nguyễn Cẩm Công móc nối tôi như vậy đó, thì tôi có vào trong GAS, tôi gặp bà luật sư Rebecca, một xử lý với tôi vào thì cũng báo cho bà ấy biết là Nguyễn Cẩm Công là tình báo của Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi cũng xin bà tìm cách mà giúp đỡ tôi, vì tôi cũng sợ là tôi cũng theo chân của Lê Trí Tuệ đó. Vâng. Tôi nhờ bà thì bà làm hết cái khả năng của bà thôi. Vâng, thưa anh Tài, như vậy hiện giờ cái số phận của những đồng bào đang lánh nạn ở trên đất Campuchia, những người mà xin tị nạn, kể cả số đồng bào thượng hiện nay ở Campuchia nói chung và ở Phnom Penh nói riêng, có còn đông không thưa anh Tài? Dạ, theo tôi được biết qua cái tin của một siêu lũy đó, thì người thượng sang tị nạn ở bên Campuchia ấy, thì đã rước bức đưa về coi như là gần hết rồi ạ. Và còn số nào đó thì rất ít. Hoàn cảnh của anh Tài bây giờ như thế nào? Anh có hy vọng gì sẽ được đoàn tụ với gia đình, với vợ con không? Dạ thưa, tôi sang một cái nước khác thì tôi có được cái giấy tạm công nhận là có đến trình diện với cao ủy. Ngoài ra thì bên gia đình vợ tôi cũng làm cái bảo lãnh từ năm 2000, thì vợ con tôi đã đi Mỹ rồi, và hiện bây giờ thì vợ tôi cũng tiếp tục sang bên đó nhờ luật sư ở bên Mỹ giúp tôi để được đi đoàn tụ với gia đình, thì có lẽ là cũng một thời gian ngắn thôi. Thứ nhất là tôi sở dĩ mà tôi được như thế này thì là do tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng giúp đỡ, bản cho cái dân Mỹ cũng khó nếu mà không có sự giúp đỡ của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Vâng, thưa anh Tài, ở Tôi đó được sang bao đây, lâu rồi ạ? dạ tôi cũng sang được vào khoảng 4 tháng, sắp Dạ được vâng. 5 tháng rồi ạ. Trong khung cảnh đang sống ở một quốc gia thứ ba ngoài Campuchia như vậy đó, thì tình hình an ninh của cá nhân anh nói riêng và của những người Việt Nam tị nạn bây giờ đang chờ cơ hội để có thể được định cư an toàn ở một quốc gia khác, thì an ninh của quý anh như thế nào? Dạ, trước mắt thì chúng tôi cũng tương đối là được bình yên, nhưng mà mặc dù vậy thì trong lòng cũng còn nhiều nỗi lo ngại, là vì bên này cái tình trạng mà nói là an toàn 100% thì không có. Và chẳng hạn như là trường hợp của ông Nguyễn Tuấn Cường ấy, là một cái điển hình. Vì thế chúng tôi cũng ít khi dám ra ngoài lắm, chỉ khi nào cần thiết lắm ấy, thì mới dám đi ra ngoài thôi. Xin anh Tài có thể nói rõ hơn về trường hợp của ông Cường không ạ? Dạ thưa, chúng tôi cũng chỉ nghe ông Nguyễn Tuấn Cường là sang Bangkok rồi sau đó là bị cắt đầu rồi trôi ra ngoài sông ngoài biển gì đó, chúng tôi chỉ biết như vậy. Nhưng nhân vật Nguyễn Cẩm Công ở Phnom Penh nó có khi nào công khai hoặc là ngầm tiết lộ cho quý anh cũng như là những đồng bào tị nạn khác ở đó biết trường hợp đó là do bàn tay của họ làm không thưa anh Tài? Dạ thưa không, anh Nguyễn Cẩm Công thì là một người rất là khôn ngoan, mềm mỏng, lịch thiệp, khiêm nhường. Nhưng mà vì thế thì ít người biết được lắm. Chỉ có riêng cái trường hợp của tôi thì trực tiếp là Nguyễn Cẩm Công kêu gọi là hợp tác đi bên tình báo Việt Nam rồi. Chúng tôi cũng thấy trên báo có đăng hình ảnh của nhân vật đó mặc quân phục Hoàng gia Campuchia. Thưa cái ảnh đó là sự thật hay cái ảnh đó chụp theo kiểu mặc quân phục lên chụp để lòe thế nào? Không ạ, cái đấy là thật đấy chứ không phải là loài đâu. Ở trong gia đình của Cẩm cũng có cái hình đấy mà, cái hình thật đấy. Tức là anh ta cũng là một nhân viên an ninh của nhà cầm quyền Campuchia hiện nay. Dạ, anh ta có cộng tác với chính phủ Hoàng gia Campuchia, mà thực tế thì anh ta là người của Việt Nam đấy. Ta vào sau ủy như là cơm bữa mà. Dạ vâng, thưa anh Tài, là một cựu quân Dạ. nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là người trong suốt 3 thập niên qua đã tìm cách trốn tránh để tiếp tục cái lý tưởng mà anh đã phục vụ trước năm 1975 và đến tình thế cuối cùng để đành phải bỏ nước ra đi để tìm đường tị nạn, thì khi chúng ta đang nói chuyện cũng chỉ còn vài ngày nữa lại đến lần thứ 34 cái biến cố 30 tháng 4 1975, thì xin hỏi anh Tài thưa ngay lúc này là anh có cái cảm nghĩ gì về chuyện đó? Dạ thưa, tôi thì lúc nào trong lòng cũng canh cánh nghĩ về quê hương. Tôi cảm thấy ngày 30 tháng 4 năm 75 nó cũng gần như là vẫn còn in đậm ở trong lòng mình, cảnh kinh hoàng, những cảnh bộ đội tiến tới đất nước mình. Nhiều khi mình tưởng như mình như là mơ vậy đó. Qua câu chuyện này, Tài có điều gì muốn nói với cộng đồng người Việt định cư ở tại Úc Đại Lợi? Rất nhiều người đã cùng hoàn cảnh như anh cũng đã từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phải chịu đựng những năm tháng tù đầy gian khổ, và bây giờ đang định cư ở nước người. Thưa anh, có điều gì anh muốn nhắn với những đồng bào đồng đội của anh không? Dạ, xin thưa với anh, tôi chỉ muốn nói là tất cả những người Việt trong cái tình hình cộng sản đã bán nước rồi đó, thì mình phải làm sao mà quy tụ nhau lại để mà giành lại tự do, giành lại cái đất nước của mình. Vâng. Với kinh nghiệm cá nhân là anh đã từng được tiếp xúc chia sẻ chung cái hoàn cảnh hoạn nạn với những đồng bào thượng lánh nạn trên đất Campuchia mà không may đã bị truy bắt rồi bị trục xuất trở về Việt Nam, hoặc hiện nay có một số người đã phải tìm cách lẩn tránh kéo dài cuộc sống tạm dung ở nơi xứ người, thì theo ý anh những người đang định cư ở hải ngoại như cộng đồng người Việt chúng tôi ở Úc này có thể làm được gì để giúp đỡ những đồng bào thượng đó của mình thưa anh Tài?
Dạ thưa, một cái điều mong ước nhất của chúng tôi là khi đi tị nạn thì mong sớm được đi sang một nước khác. Vì thế tôi cũng xin thưa ông, xin nhắn lại với tất cả cộng đồng ở bên Úc cũng như là quốc tế, hãy cố gắng giúp đỡ chúng tôi sớm được hưởng một cái không khí tự do thực sự. Khi ở Campuchia hay là một cái nước nào khác, chúng tôi cũng vẫn còn nhiều nỗi lo lắng. Đây là cái nỗi mong ước của chúng tôi đấy. Thưa, xin thay mặt cho thính giả của SBS Radio, chúng tôi xin cảm ơn anh Ngô Văn Tài và xin cầu nguyện Thượng Đế che chở cho anh trong những ngày tháng này và cầu chúc anh sớm được đoàn tụ với vợ con sau bao nhiêu năm xa cách, thưa anh Tài. Cũng trên đây thì tôi cũng xin kính chúc quý đài và các anh em ở bên Úc cũng như ở hải ngoại chúc an cho được tràn đầy ơn phúc lành.